Kiều đi thôi. Dạ bác. Anh tưởng em làm gì chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Em xem đã mấy giờ rồi. Em xin lỗi mà. Em xem Tiểu Nương Nhi uống sữa xong lại phải thay tã, sữa xong lại tã xong lại. Trên người em sao lại ướt hết thế này? Anh đoán thử xem, chắc không phải nước đá chứ. Chính xác cho anh một like. Anh biết không, em phát hiện trẻ con rất đáng yêu. Hay là chúng ta một đứa chơi đi. Tiêu Hiểu, em nghiêm túc hay là đùa thế? Nửa đùa nửa thật đấy. Được Tiêu Hiểu. Vậy anh sẽ lấy thái độ nghiêm túc 100% nói với em là nếu em còn trân trọng tình cảm của chúng ta, vậy thì cả đời này chúng ta chỉ có thể đinh. Tại sao? Anh ghét trẻ con, anh không thích trẻ con, anh không thể chịu đựng được trẻ con, anh không muốn bị làm phiền. Anh nói đã đủ rõ ràng rồi chứ. Cho dù là con của hai chúng ta sao? Trên đời này căn bản sẽ không thể nào có con của hai chúng ta. Anh cũng đừng căng thẳng mà ý em nói. Em đừng động vào anh. Anh không chịu được mùi nước đái trên người em. Nhanh về nhà liền thay bộ quần áo này ra. Bộ quần áo này tốt nhất cũng đừng cần nữa. Được, cảm ơn nhé. Mệt rồi chứ, ngủ một lúc đi nhé. Nào. Lỗ Đạt, anh nói em không xin cháu trai cho mẹ. Mẹ giận rồi phải không? Giận gì chứ? Vốn dĩ cũng không phải lập quân lệnh trạng. Hơn nữa xin con trai hay không phải một mình em nói là được. Trong huy chương quân sự có một nửa là một nửa của anh, có đúng không? Mẹ bây giờ đã về nhà rồi chứ? Em cũng đừng giận mẹ. Về mặt này mẹ vẫn còn tư tưởng cũ. Em cũng không giận, em chỉ đang nghĩ ngày mai nếu xuất viện về nhà, hay là gọi mẹ em đến giúp. Nhưng sức khỏe mẹ em không tốt, mệt đầy người. Hơn nữa trước đây cũng đặc biệt từng nói để mẹ anh đến không cần bà đến. Bây giờ lại đột ngột gọi bà đến, không biết bố vợ mẹ vợ nghĩ như nào. Em bảo mẹ đến chắc chắn bà sẽ đến. Nhưng nếu bà biết mẹ chồng vì nguyên nhân gì mới về thôi vậy thôi vậy. Chúng ta vẫn nên đừng tự tạo mâu thuẫn. Được thì thuê một bảo mẫu. Nghe nói bây giờ phải có loại đặc biệt bảo mẫu chăm ở cửa đó sao? Có thì có, nhưng giá cả đắt lắm. Hơn nữa bây giờ đi chưa chắc có thể tìm được. Sao lại quên mất anh chứ? Ở đây còn có một người sống sờ sờ. Đây chính là cha của cục cưng, chồng của em, người nhà. Anh nhỉ? Sao thế, coi thường anh à? Không phải phép điều dưỡng của bọn anh đó. Nghĩ cũng khá tương đối rồi chứ. Vậy sau này sẽ phải nghỉ việc riêng. Nghỉ việc riêng sẽ bị trừ tiền. Sau này chúng ta cần dùng tiền nhiều lắm. So với con tiền có tính là gì chứ? Thôi vậy, hy vọng vào anh còn không bằng hy vọng vào chính mình. Em quyết định rồi, tự em sẽ ở tháng cử. Vậy sao được? Vậy không được đâu. Mẹ em trước đây lúc sinh em, bà không sống cùng một chỗ. Bà được sao em lại không được chứ? Hơn nữa cho dù có lúc em không chịu được, không phải còn có anh sao? Miu Miu, kể từ ngày quyết định sinh con trở đi, em đã thay đổi rồi. Thay đổi như thế nào? Thay đổi kiên cường hơn, dũng cảm hơn. Vậy cái này thì phải cảm ơn con gái của hai chúng ta rồi. Bởi vì tất cả người mẹ trên đời này đều đã kiên cường lại dũng cảm. Miu Miu, anh phải học tập em, nhanh chóng trưởng thành hơn, làm người ba tốt của con gái chúng ta. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Sao thế, lại đang nghĩ gì thế? Chỉ lại có chút tiếc nuối thay mẹ. Nếu bà nhìn Tiểu Ngư Nhi một lát rồi hẳn đi, nói không chừng sẽ yêu con bé. Đừng lo, cục cưng của chúng ta đáng yêu như vậy, sẽ có một ngày ai cũng thích con bé. Trương Tổng, hai nhà chúng ta hợp tác cũng rất vui vẻ. Bây giờ tôi muốn nghe cách nhìn của anh về vấn đề này. Tôi cảm thấy vấn đề này chúng ta có hai cách xử lý. Trương Tiểu Thư,
Trường tổng của các cô đâu, anh ấy đang hay là cô đi uống cốc cà phê trước. Tôi tìm anh có việc chỉ nói một phút thôi. Một cái khác, Trương sớm em nói cho anh biết, chúng ta đều là người trưởng thành. Nếu anh không muốn kết hôn, anh có thể nói rõ. Ai cũng không ép gái làm bán dâm. Em không cần cuộc hôn nhân không lưng quỷ quấn. Xin lỗi nhé, tôi thất lễ một chút. Lệ Hồng, Lệ Hồng. Lệ Hồng. Sao thế em? Anh quên hôm nay là ngày gì rồi? Anh cũng không nói không kết hôn với em. Anh biết hôm nay là ngày gì à? Hôm nay không phải là cũng không phải là của em. Anh quả nhiên quên rồi. Em tiết lộ cho anh một chút mà. Hai chúng ta đã nói trước rồi. Hôm nay đi chụp ảnh cưới. Vừa nãy thợ chụp ảnh, thợ trang điểm, đèn trang phục, tất cả mọi người đều đang đợi anh. Một mình em như con ngốc đứng ở đó đợi anh 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng này mọi người đều đang cười nhạo em. Anh hài lòng chưa? Xin lỗi em. Anh thật sự quên mất rồi anh. Việc 2 ngày nay của công thực sự quá nhiều em xem. Ngày mai nhé, ngày mai anh có thời gian. Còn có thể đổi sao? Thôi đi, dưa chín ép không ngọt. Anh bận việc của anh đi, em đi đây. Lệ Hồng. Lệ Hồng, anh biết em ở trong đó. Em nghe anh giải thích mà. Không phải như em nghĩ đâu. Anh đi đi, bây giờ tôi không muốn nghe gì hết. Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh. Đến đây, đến đây. Trương Sấm, tôi có chút việc muốn tư vấn chuyên gia tình yêu cô một chút. Anh đề cao tôi quá. Anh đến tìm Kha Nhất Miêu phải không? Đừng nhắc Kha Nhất Miêu với tôi nữa được không? Tôi rất lâu rồi không đi tìm cô ấy. Tôi muốn phá giới này. Được, mời vào. Thực ra tôi cảm thấy Chu Lệ Hồng cô ấy nhìn cũng khá ổn, tính cách cũng được. Anh chính là vì cái cũng được này chuẩn bị sẽ kết hôn với cô ấy. Cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi cảm thấy cô ấy chắc là có thể là người phụ nữ thích hợp kết hôn với tôi nhất. Huống hồ tôi với cô ấy đã có kiểu quan hệ kia rồi. Nhưng tôi luôn cảm thấy không tôn trọng tình yêu. Cho nên tôi muốn thẳng thắn với cô ấy tôi, nhưng không nói ra được. Có phải cô cảm thấy con người tôi rất mặt dày vô liêm sỉ không? Tôi chỉ có thể nói người giống như người đàn ông chịu trách nhiệm vẫn là số ít. Trương Sấm, tôi đã nói lời. Nhất ngôn chí xuất, tứ mã nan truy, tôi nói sẽ cưới cô ấy. Nhưng thực ra kiểu chịu trách nhiệm như anh đối với Chu Lệ Hồng mà nói không công bằng lắm. Hình theo như anh nói cho thấy, Chu Lệ Hồng không những thích thực lực của anh, còn thực sự yêu anh. Hôn nhân là thiêng liêng, tình yêu là thiêng liêng. Cho nên tôi kiến nghị anh đừng vội đưa ra kết luận. Bởi vì hôn nhân không có tình yêu, đối với anh mà nói, đối với Chu Lệ Hồng mà nói, thực ra đều rất tàn khốc, rất dằn vặt. Thực ra tôi cũng thích Chu Lệ Hồng, chỉ có điều chúng tôi cách tình yêu chắc còn một khoảng cách. Đúng thế, đây là đang chọn vợ, cũng không phải là chọn mùi vị của kem. Tình yêu giống như việc sờ vào hòn đá qua sông, không đến cuối cùng anh cũng không thể nào biết được người nằm bên cạnh anh đó rốt cuộc có phải là chân mệnh thiên nữ. Có điều có một điểm rất quan trọng, chính là nhất định phải trân trọng người trước mắt. Nếu không đến cuối cùng, anh chỉ có thể cô độc một mình.
Nói đi tìm em có việc gì? Anh muốn bàn hôn sự với em. Trường Sấm, vừa nãy lúc em ngồi ở đây, đúng lúc nhìn được một bài văn, em cảm thấy anh nên nghe. Biểu hiện của người con trai không yêu người con gái là một người con trai thường xuyên lấy công việc bận rộn làm lý do cự tuyệt yêu cầu của người con gái vào lúc hẹn hò, hoặc là lúc hai người ra ngoài, người con trai cũng không thèm để ý thiếu chủ đề. Khi người con gái gọi điện cho người con trai đang bận lúc đó không nghe được, sau khi xong việc cũng không trả lời lại. Hoặc lúc người phụ nữ gửi tin nhắn cho người đàn ông, người con trai nhìn thấy cũng không trả lời, thậm chí sau khi xong việc trực tiếp coi như không nhìn thấy. Người con trai tụ tập chưa từng dẫn bạn gái của mình tham gia cùng, bạn bè và người nhà của người bạn gái. Người con trai cũng được rồi, đừng nói nữa. Sao thế, đạp lên đuôi anh rồi? Trường Sấm, em không ngốc. Thật ra kể từ hôm em chủ động theo đuổi anh, đã đoán được chúng ta chắc sẽ có kết cục như này. Hôm nay anh chắc là đến nói chia tay với em phải không? Không sao cả, anh yên tâm. Em sẽ không làm phiền anh. Anh không phải đến để nói chia tay gì cả. Anh nghĩ anh sẽ thử đi yêu em. Thực ra em khiến thoát khỏi đau khổ trong thất tình. Hơn nữa anh tin. Ai khiến anh thoát khỏi nỗi đau khổ trong thất tình? Cô nhất có một tương lai tương đẹp. Lệ Hồng, anh tin hai chúng ta sẽ có một tương lai tương đẹp. Vậy buổi hẹn hôm thứ sau vẫn còn tính chứ? Đương nhiên là tính rồi. Thứ sau anh sẽ đúng giờ đi đón em. Đến lúc đó trang điểm đẹp một chút. Vâng. Cái gì? Được, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ ra sân bay như này đi. Giúp tôi đặt một vé máy bay nhanh nhất đến Quảng Châu. Anh đang ở đâu thế? Còn nói đến đón em nữa. Bây giờ em đã đang ở sở đăng kết hôn rồi. Lệ Hồng à, ngày tốt của chúng ta bắt buộc phải dời lịch rồi. Phía Quảng Châu bên này anh bắt buộc phải đi một chuyến. Em nhất định đừng giận nhé. Em không giận. Coi như chuyện tốt thường hay gặp trắc trở vậy. Cảm ơn em thông cảm. Về rồi à? Trên đường vất vả, không vất vả làm bố rồi à? Chúc mừng anh. Cảm ơn người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba. Thế nào, có cảm giác gì? Đàn ông không thể có con gái. Một khi có con gái rồi, người phụ nữ khác dường như không tồn tại vậy. Thật phiền lắm. Vậy được, hai người nói chuyện đi. Tôi đi bận chút việc trước đây. Lát nữa đến gặp tôi nhé. Được. Đúng rồi, tôi mang cho anh món quà nhỏ. Nhìn rất đẹp nên tiện tay mua luôn. Coi như là tặng quà cho anh lần đầu tiên làm ba. Cái này đắt hơn cả bộ trang phục trên người tôi. Chắc không phải cô vì không có ai cho nên mới tặng tôi đấy chứ? Đương nhiên không phải rồi. Đích thực là rất đẹp. Nhưng tôi không có cà vạt để phối cùng nó. Cô vẫn nên đem nó tặng người khác thích hợp với nó hơn nhé. Trên dự án nếu có vấn đề gì, cô liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Vậy tôi đi làm việc trước đây.
Tôi nói này, A Đạt biểu hiện vừa nãy của cậu thực sự phải giơ ngón tay cho cậu. Đây mới giống là người đàn ông đã có vợ mà. Cái gì mà gọi là giống vốn dĩ là thế mà. Đúng đúng đúng, bây giờ làm ba rồi. Tôi không thể biểu hiện không giống quá được chứ. Đúng rồi, khoảng thời gian tôi đi công tác, Tú Tú có từng nhắc đến tôi không? Không, cô ấy cũng không gọi điện thoại. Sao thế, nhớ cô ấy rồi? Không phải, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ. Lâu như vậy rồi không có tin tức của cô ấy. Em rể à? Không phải, người anh rể này cứ phải bám víu quan hệ với cậu. Cậu xem em gái tôi, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thân hình có thân hình, lại rất giỏi nữa còn rất hiền, là một đối tượng kết hôn rất tốt. Cậu chưa vợ, nó chưa chồng, hay là cậu cứ chấp nhận đi. Tôi đánh cược với cậu, cậu không tìm được ai tốt hơn tôi cũng biết. Nhưng tôi là một người đã từng ly hôn đúng không? Nếu tôi chấp nhận cô ấy, chính là không công bằng đối với cô ấy. Tú Tú đáng có được một người đàn ông tốt hơn. Già mồm quá già mồm. Đến đây. Lần này đến hạ môn thế nào? Có mang quà cho tôi không thế? Tôi nói cô sao lại tự ý xông vào nhà dân thế? Sao nào không thích à? Không thích tôi sẽ đi. Đùa với cô thôi mà đừng giận nhé. Đúng rồi, lần sau lúc cô đến, gọi điện thoại trước cho tôi. Tôi có thể giúp cô chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Anh xem tôi đã giúp anh chuẩn bị xong rồi đây. Đợi nhé cô. Đúng thế, để tôi làm. Không để tôi làm. Đợi nhé. Được rồi, có thể ăn rồi. Nhiều món thế này à? Sao anh không động đũa thế, ăn đi. Tôi còn không hiểu cô à. Tôi không công không hưởng lộc, nói đi. Cô lại có việc gì cần tôi giúp? Vậy cô anh đối xử tốt với còn cần lý do sao? Nào ăn đi. Tú Tú, tôi vẫn thực sự muốn biết rốt cuộc cô thích tôi ở chỗ nào. Thực sự không giấu giếm, tôi cũng muốn biết. Anh nói xem, trong cuộc sống của tôi tiếp xúc với những người đàn ông đó ưu tú hơn anh vừa vơ đã cả đống, tại sao tôi cứ chỉ thích mỗi anh chứ? Cô đây là tỏ tình với tôi hay là đang làm tổn thương tôi thế? Ai tỏ tình với anh à? Đã giải quyết rồi, tôi cũng có thể yên tâm đi rồi. Lần này may mà có anh ra mặt giúp tôi giải quyết vấn đề khẩn cấp này. Lão Huynh, lát nữa tôi còn phải phiền thư ký của anh giúp tôi đặt một vé máy bay, chuyến sớm nhất đến Nam Bình. Được vậy, cứ quyết định như thế nhé. Được, cảm ơn nhé. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Ngạc nhiên chưa? Anh không phải đã nói rồi mà, vé máy bay sáng sớm ngày mai sẽ về. Em xem, còn vất vả đường xá xa xôi chạy một chuyến. Anh không biết em nhớ anh lắm. Em nói câu này trong lòng anh thật sự thấy rất ngọt ngào. Được rồi, sau này chúng ta kết hôn. Anh hứa với em, chuyện gì cũng khiến em thuận thuận lợi lợi. Tuyệt đối sẽ không để em sau khi kết hôn chịu một chút ủy khuất nào. Thực ra em cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Em à, chỉ hy vọng hai chúng ta có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Trường sớm anh hứa với em, một khi trở về Nam Bình chúng ta sẽ đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Chuyện này vô cùng cấp bách, em thực sự không muốn kéo dài thêm nữa. Được. Thầy tả xin chú ý. Nhìn cậu kìa, đây cũng không phải lần đầu mình thấy cậu quên. Người ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu công chúa nhà cậu. Tiểu công chúa nhà cậu đã tặng mình một món quà lớn. Hai mình bị chồng mình chê cả đêm. Thân thiện nhắc nhở, lần này không phải là tả lót, lần này là...
thối quá, thối quá. Lấy ra, lấy ra, lấy ra, buồn nôn quá. Không được, thầy tả đi tè từng nhìn rồi. Thầy tả phân mình lần đầu tiên nhìn thấy phải kiên trì vào. Nhất Nhiên cậu không chê thối à? Cậu mất khứu giác rồi à? Đều quen rồi mà. Cậu nghĩ một ngày con bé đi mấy lần cũng không thể vì con bé thối thì đã đem thứ này vứt ra ngoài chứ. Thật buồn nôn quá. Mấy thứ buồn nôn này sẽ làm gì? Giữ là làm hương thơm mà. Bây giờ à, những thứ tả này tả này đều là lỗ đạt làm hết. Mình đi làm về đói thì sẽ ăn cơm. Anh ấy đi làm về thì sẽ làm nhân viên vệ sinh đấy. Thật sự khiến người ta không dám tin nữa. Đúng thế, lúc mới bắt đầu mình cũng không dám tin. Không ngờ anh ấy đặc biệt vượt qua dự liệu của mình. Tan ca về lập tức đi mua đồ về đến thở còn không kịp thở liền đi giặt tả. Bây giờ anh ấy là một người ba tốt. Thần kỳ à. Cầm xa chút, cầm xa chút, thối chết được. Lỗ đạt trước đây cũng chê nó bẩn. Cậu xem bây giờ chăm chỉ giặt lắm. Biểu dương anh ta, hay là hai cậu cũng thử xem. Thôi vậy, hôm đó sau khi mình về, Kiều Trí Viễn đã quăng ra những lời tàn nhẫn. Hoặc là không sinh con, hoặc là chia tay. Cũng không có trung gian, cũng không vậy. Trước đây cậu cũng không thích trẻ con đấy thôi. Cậu xem bây giờ cậu quá thích tiểu ngư như nhà bọn mình. Thực ra có con của mình rồi, sẽ rất rất thích. Thật sao? Đương nhiên rồi. Mình cảm thấy bọn cậu thực sự có thể suy nghĩ một chút. Nhưng Kiều Trí Viễn rất kiên quyết. Anh ấy muốn không có con đến cuối cùng. Mình nói cậu rất giỏi sử dụng bộ não nghĩ cách đi. Ý cậu là mình không nói gì cả, không nói gì. Được rồi, cho mình bế nào. Được, nào nào nào. Cẩn thận chút. Cẩn thận nhé. Nhất Nhiên mở cửa. Đến đây, đến đây. Lão Ngư tặng chiếc nôi cho chúng ta. Cẩn thận, chậm chút nhé nào. Còn cả bao nhiêu đồ nữa đều tặng cho Tiểu Ngư Nhi. Lão Ngư anh cũng chu đáo quá. Những thứ này đều là đồ chúng tôi cần. Cũng không phải thứ đắt tiền gì. Không chê là được rồi. Ba mẹ anh ấy cũng nghĩ để cho con tương lai của anh ấy dùng. Đợi mãi đợi mãi. Người này chậm chạp lắm. Cũng không biết đợi đến lúc nào. Tiểu Ngư Nhi đáng yêu quá. Như mình đã quyết định rồi. Mình phải thực thi tiền trả hậu tấu. Chúng ta xin em bé trước rồi hẳn nói. Quản Kiều Trí Viễn anh ta có đồng đúng không nào? Đến lúc đó anh ta không đồng si cũng không được rồi. Đáng yêu quá à, Tiêu Hiểu. Lão Ngưu gặp được người thích hợp, cùng anh sống cuộc sống vui vẻ, thì đến với nhau đi, đừng làm lỡ thời gian nữa. Nhưng nhất định phải tìm một người có thân thể giống như em được. Tôi cảm thấy anh là một người đàn ông tốt như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ mới đúng. Sao em biết bây giờ anh không hạnh phúc? Em hiểu rồi, anh chính là cố tình. Anh cố tình gì chứ? Anh cố tình khiến em tự trách, khiến em áy náy, em hối hận sự buông thả tùy hứng lúc đó. Lão Ngưu, bây giờ em rất tự trách, rất áy náy. Em làm ơn anh đừng dùng nửa cuộc đời còn lại để mua sự phóng khoáng của em nữa, có được không? Được rồi, không còn sớm nữa. Anh gọi xe cho em đưa em về nhé. Anh nói xem, lão Ngư tặng cái này thật sự rất hợp ý em. Lúc trước em cứ muốn mua một chiếc giống y hệt, vừa hỏi giá đã quá đắt, cũng không nỡ mua. Cho nên lão Ngư nói muốn tặng đồ cho chúng ta, anh lập tức chỉ định cái nôi. Anh biết ngay, ảnh tân bốc này tuyệt đối là đúng chỗ, quả nhiên. Anh nói với anh ấy là chúng ta muốn có, cũng quá xấu hổ rồi mà. Có gì mà xấu hổ chứ? Lão Ngưu là người nhà cả. Anh nói lão Ngưu và Tú Tú bây giờ phát triển đến bước nào rồi? Phát triển đến bước nào anh không biết. Anh chỉ biết lão Ngưu nếu tiếp tục với Tiêu Hiểu cách không đứt, muốn quản lại càng loạn, Tú Tú sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ấy đâu. Em không mời anh lên nhà nữa vậy. Tuy anh và Kiều Trí Viễn cũng coi như người quen, không cần khách khí đợi em vào nhà, anh sẽ về luôn. Anh xuống xe chính là vì việc này à? Vậy em còn tưởng là... Nếu thực sự như vậy, em cũng không phải là Tiêu Hiểu nữa, anh cũng không phải là lão Ngưu nữa. Vào đi nhé, được, cảm ơn anh.
về đi, anh về đi nhé. Hồi chứ bà. Tú đang tiêu diêu ở đâu thế? Trên đường về nhà. Lúc trước đi đâu thế? Tặng chiếc nôi cho cháu gái cô. Anh thật sự là một đồng chí vui với việc giúp đỡ người khác, đoàn kết hữu ái nhỉ. Tôi thay mặt tổ chức biểu dương sự khẳng định với thái độ của anh. Bây giờ hỏi anh đây, anh đang ở đâu? Sắp về đến nhà rồi. Đúng rồi, vừa nãy ở nhà anh cô. Tôi gặp Tiêu Hiểu cho nên liền tiện đường đưa cô. Làm lỡ chút thời gian. Alo, cô đang nghe chứ? Có tôi nói Ngưu Khải Minh này. Anh có thể đừng nói nửa câu sâu ra được không? Tôi dĩ tâm trạng tôi rất tốt, liền cái bị anh phá hỏng rồi. Anh nói xem cô ấy có chân có tay, làm gì phải bảo anh tiễn chứ? Anh hãy nói thật với tổ chức. Có phải vẫn còn tình cảm chưa dứt với Tiêu Hiểu không? Kiều em về nhà rồi. Đợi đã. Sao thế? Hình như anh ngửi thấy mùi kỳ lạ. Anh yên tâm đi, hôm nay tuyệt đối không tè vào người em. Nhưng anh vẫn ngửi thấy. Không phải chứ, hôm nay em chỉ nhìn Kha Nhất Miêu thay tả cho con bé. Em tuyệt đối không động vào em, thề đấy. Chẳng trách nào, mùi còn khó ngửi hơn cả lần trước. Kiều Trí Viễn, anh quá đáng quá rồi đấy. Em sẽ giận đấy thật là. Em gả cho một thầy giáo không phải là chó ngửi ma túy hơn nữa. Mùi sữa trên người đứa bé, sao anh không ngửi thấy chứ? Chính là mùi sữa tanh này. Chắc chắn em lại bế nó rồi phải không? Đương nhiên là em bế con bé rồi. Em không những bế con bé, em còn. Em còn làm sao? Kiều, có phải anh không thích ngửi mùi sữa thơm trên người em không? Không sao, em lập tức đi tắm, sau đó thay bộ quần áo. Tôi nói anh này, người ta đối với anh đã như vậy rồi, anh còn muốn liếm mông cho người ta nữa. Tôi nói anh có phải là ngốc không chứ? Bây giờ à, con đường ngu ngốc của anh càng đi càng xa rồi. Thật sự khiến người ta theo không kịp. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy nữa, thật sự có thể đi xin ghi chép phạm ngốc của Guinness. Tú Tú, tôi hỏi cô một vấn đề này. Hỏi đi, cô dựa vào đâu mà dạy dỗ tôi? Tôi và Tiêu Hiểu là chuyện riêng của tôi. Có liên quan gì đến bây giờ? Không liên quan gì. Sau này thì chưa chắc. Bây giờ tôi răn dạy anh đấy. Đây gọi là giáo dục sớm cho cặp vợ chồng. Cũng có nghĩa là vợ sớm giáo dục chồng tôi. Đừng phản biện, mọi sự đều có khả năng. Được được rồi, tôi nói không lại với cô. Tôi đi ngủ đây. Đừng, tôi còn chưa nói chính sự đâu. Anh ngồi xuống đã, đừng đi. Nói đi. Tôi muốn nói là hôm nay lúc anh đi thăm cháu gái tôi, có nghe thấy chị dâu tôi nói gì về hành vi của mẹ tôi không? Không có. Chuyện này cô phải đi hỏi anh trai. Anh nói anh tôi bây giờ có thể nói sự thật sao? Bây giờ anh ấy chính là keo hai mặt, hai bên đều phải hầu hạ tốt. Có điều mẹ tôi cũng thật là, sự việc không được như ý bà ấy liền quay đầu đi mất. Anh nói hành vi của bà có phải khiến người ta thấy rất lạnh lùng không? Vậy cô nói xem nên làm thế nào? Bây giờ tôi gọi mẹ tôi lên. Sáng thứ bảy, tôi ngồi xe buýt đến nhà ga đón bà. Được. Không khóc nữa, cục cưng không khóc. Nào, mẹ bế con, có người gõ cửa. Đúng thế, anh ngủ đi nhé. Em đi mở cửa, ngoan. Đến đây. Ngoan nào, ngoan. Miêu miêu à, miêu 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 miêu. Ba mẹ sao hai người lại đến thế? Cục cưng của bà, cục cưng của bà.
Miu Miu là ai thế? Cực cưng sao vẫn khóc thế? Em mau dỗ con đi. Miu Miu ba con lo lắng cho con. Sợ con ở cữ không có người chăm sóc. Xem ra chuyện chúng ta lo lắng là đúng. Cục cưng bà hỏi con. Cục cưng Lỗ Đạt đâu rồi? Con đi gọi, con đi gọi Lỗ Đạt. Ba con đi gọi để con. Ai thế bố vợ anh? Ba, sao ba đến? Sao ba không thông báo một tiếng con vậy? Cậu dễ tiếp tục lừa chúng tôi phải không? Đợi lừa được chúng tôi rồi lại dễ ức hiếp nhau nhà chúng tôi phải không? Ba ba đây là vậy đi. Ra bên ngoài trước mặt con gái con gái cậu. Chúng ta mặc đối mặt nói rõ ràng. Mẹ, cái này là con gái mua. Mẹ tặng cho chị dâu. Cũng không phải con nói mẹ. Dù thế nào đi nữa đó cũng là cháu gái ruột của mẹ. Sao mẹ lại quay đầy là đi luôn thế? Mẹ đó là làm gì cũng có lý do. Ở quê còn bao nhiêu việc như thế? Bỏ đi ở nhà mẹ còn có việc gì chứ? Mẹ, mẹ nói xem mẹ làm như vậy. Mẹ khiến anh phải làm thế nào? Em khiến anh làm sao giải thích được với chị? Làm sao giải thích được với người nhà chị dâu chứ? Mẹ đây chẳng phải rõ ràng ép anh vào đường cùng sao? Mẹ, ba mẹ, không biết hôm nay mọi người con còn dậy muộn một chút, con xin lỗi. Thực ra tối hôm qua Bảo Bảo, đừng nói gì, tôi có lời muốn hỏi Lỗ Đạt. Ba ba có gì muốn hỏi? Con nhất định biết thì thưa thốt. Không biết giữa cô này đã bị tôi bốc trần một hiện thực rồi. Cậu đừng có giở trò này trước mặt chúng tôi. Cái gì mà hiện thực? Chính là hiện trường phạm tội. Có gì từ từ nói, đừng dọa Bảo Bảo chứ. Lỗ Đạt đừng giận. Chúng ta cũng là thương xót Miu Miu. Mẹ con rất tốt, không cần thương xót thật đấy. Rất tốt, vậy ta hỏi con. Trước khi con sinh đứa bé, mẹ con nói sẽ đến chăm sóc con. Con nói có mẹ chồng chăm sóc. Sau khi con sinh thì sao? Ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại. Con còn nói có mẹ chồng chăm sóc. Mẹ chồng con đâu, bà ấy đi đâu rồi? Nhà đầu chết tiệt này, chính là con không nghe lời. Mẹ đến rồi. Lời vừa nãy con nói với mẹ, mẹ không quên chứ? Ta cũng không già đến mức đấy. Vậy thì tốt. Kha Nhất Nhu nếu có oán hận, nói điều gì khó chịu mẹ chỉ coi như không nghe thấy. Nói trước như thế nhé, mẹ chỉ ngồi ở đấy một lát. Trong nhà còn có việc, không muốn ở được rồi, được rồi. Lễ nghi có là được rồi. Vậy con sẽ không lên nữa. Bớt được sau lại lộ ra. Mẹ xử lý xong việc thì gọi điện thoại cho con đến đón mẹ. Vậy con đi trước đây, lên đi nhé. Tên trộn gà đi đây nhé. Ba con sớm đã nghi. Mẹ cũng suy nghĩ trong lòng. Nói là Miu Miu sinh một đứa con gái, mẹ chồng con không vui, liền muốn nghe điện thoại, nói vài câu vất vả với mẹ chồng con. Cũng hỏi tình hình của cháu. Mẹ chồng con hoặc là đi chợ mua thức ăn, hoặc là lại đi làm cơm. Còn nữa chính là đi giặt tã. Tóm lại chính là không nghe được điện thoại. Ta sớm đã cảm thấy không đúng rồi. Ba sớm đã cảm thấy không. Ba còn cả ngày nghi ngờ. Mẹ cũng không yên tâm. Mẹ cũng không yên tâm. Con xem ngày nào cũng gọi điện đến. Ba ngày không có ai nghe máy, mẹ liền nghĩ. Mẹ chồng con không chỉ là giận. Liệu có đến tháng cử cũng không chăm sóc không? Cứ thế là đi, mẹ con còn nói. Liệu có phải Miu Miu chịu ủy khuất, mâu thuẫn với mẹ chồng rồi không? Làm mẹ chồng tức đi mất. Ta nói không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đúng thế, nếu thật sự như vậy, bất kể nói như nào, Miu Miu sai hay là đúng, con bé sẽ không thể không nói với chúng ta chứ. Vốn dĩ chúng ta muốn gọi điện thoại trước, nói với hai đứa một tiếng chúng ta sẽ qua. Nhưng ba con không cho gọi, nói là bắt hiện trường, quả nhiên bị chúng ta bắt được rồi. Con xem cuối tuần Lỗ Đạt ngủ nướng trên giường, để một mình Miu Miu dỗ con. Mẹ mọi người mắng rất đúng. Là con để Miu Miu chịu ủy khuất rồi. Mẹ con trai, mẹ đến rồi, mẹ đến rồi. Ba mẹ Miu Miu cũng đang ở đây. Bà thông gia đến rồi. Chuyện gì thế này?
Mở cuộc họp phê bình à? Con gái tôi sinh con xong, mẹ chồng liền đi. Vốn dĩ hứa chăm sóc thánh cử cũng nuốt lời rồi. Tôi còn có tâm trạng mở cuộc họp phê bình mẹ. Mọi người nhìn này bảo bảo cười rồi. Ông xem con bé đáng yêu quá. Nào, chúng ta vào phòng thôi. Chúng ta đi cùng bé cưng nhé. Đáng yêu quá. Bé cưng nào, ngồi đi, mau ngồi xuống. Bà xem bé cưng chơi ngoan quá. Ba chuyện Miu Miu ở tháng cử, mọi người lo lắng là đúng. Mẹ con bà vốn dĩ phải háo hức đến chuẩn bị tháng cử cho Miu Miu, nhưng bà đặc biệt phong kiến, bà luôn mong có một đứa cháu trai. Là sức khỏe mẹ vốn dĩ không tốt, con không muốn để bà mệt nua. Nguyên nhân thứ hai là không muốn vì chuyện này khiến mọi người có ý kiến với mẹ chồng. Thứ ba là con cảm thấy con có thể được, vì mẹ trước đây cũng có thể, cho nên con cũng có thể. Hơn nữa còn có Lỗ Đạt nữa phải không? Đúng, hơn nữa cô ấy làm rất tốt nó. Ba, thực ra ba hiểu nhầm anh ấy rồi. Tối qua cục cưng cứ khóc suốt. Anh ấy vì để con ngủ thật tốt cho nên luôn dỗ dành cục cưng, dỗ đến sáng mới đi ngủ hơn nữa. Tả trong nhà cũng không phải là con giặt, đều là bỏ vào máy giặt giặt. Trước khi chưa có mặt giặt cũng đều là Lỗ Đạt tự dùng tay giặt từng chút từ từ giặt. Hơn nữa anh ấy còn phụ trách đi mua thức ăn nấu cơm, làm nhiều một chút buổi trưa cũng ăn được. Hơn nữa giống như nửa tháng mới bắt đầu đó, gội đầu lau người gì đó cũng đều là anh ấy giúp đỡ. Đúng, bởi vì anh ấy sợ con bị bệnh hậu sản cho nên đối xử với con rất tốt. Đúng, cô ấy không thể chạm nước. Mẹ không nghe nhầm chứ? Tháng cử này là Đạt tử hầu hạ à? Mẹ, ta không nghe nhầm chứ? Không phải. Cái gì mà không phải, ta đều nghe thấy hết rồi. Lỗ Đạt không làm, lẽ nào còn muốn nhìn con nhà chúng tôi làm sao? Bà bớt nói hai câu đi. Miu Miu nhà ông quý giá như vậy, sao lại không thể làm? Miu Miu con có nghe thấy, thích hợp làm chút việc nhà, tiện cho việc khôi phục không có đúng không? Người ta cũng nói cả ở trên TV với mạng nằm ở việc vận động. Ông có hiểu không? Đừng nói nữa. Hơn nữa phụ nữ mà, một khi hình thành thói quen lười nhác thì sẽ cứ thế lười nhác. Con không được quen, đây là tật xấu, con không quen. Tháng cử ở không tốt sẽ để lại căn bệnh. Bà không giúp đỡ đúng. Còn nói lời như này thật là phong kiến cổ hủ. Nếu không phải bà như này, con gái con rể tôi lại khó xử như thế này sao? Có người mẹ nào như bà thật sự? Thật sự cái gì mẹ? Thật sự đem cháu trai biến thành cháu gái rồi phải không? Bà mẹ không phải nói rồi. Con trai mẹ chúng ta hãy nói nhé. Ông nói có phải bắt Lỗ Đạt nhà chúng tôi cưới con gái nhà ông? Nhà chúng tôi đã không có chuyện gì tốt đẹp rồi, đúng không trước tiên? Chồng tôi ông ấy kỳ lạ, liền mắc bệnh đi rồi mẹ, có phải không? Hơn nữa, đây rõ ràng nhìn là cháu trai, sao sinh ra lại một nha đầu chứ? Mẹ, con đã làm sai gì? Mẹ nói con như vậy thật sự khiến con thấy quá ớn lạnh rồi. Miu Miu vợ bà,
Miêu Miêu nhà tôi nếu xảy ra chuyện gì, tôi liền với bà. Ông đánh phải không? Nào cho ông đánh bà già này. Ba mẹ ba. Mẹ lôi ba ra. Mẹ xem mẹ nào. Bà già này. Bà không nói chuyện gì thế này ra. Đừng bà già bà đi ra. Không cần phải giả bộ mang đồ, tôi cũng không thèm. Chúng tôi không hoan nên tôi không thèm. Tôi sớm đã muốn trốn đi cho nhàn cho mẹ. Còn tưởng tôi muốn đến là thật sự. Tôi không phải nể tình con trai tôi. Hai mẹ. Tú Tú, con đều không biết. Một nhà ba người bọn họ hợp lại ức hiếp mẹ. Anh trai con không những không hướng về còn nói giúp người ta. Thật là có vợ rồi quên mất mẹ. Mẹ nuôi nó lớn lần này. Nếu mẹ sớm biết như vậy, ban đầu mẹ phải cuốn lấy không tha, không cho hai đứa kết hôn. Cũng không đến mức như ngày hôm nay. Mẹ lúc đó ba mẹ của chị dâu đều có mặt. Theo tính khí này của mẹ, có thể chịu thiệt đến đâu chứ? Chắc chắn lúc đó mẹ nói những lời không nên nói rồi, cho nên anh mới làm như vậy. Con cứ đứng về phía anh con nói đi. Dù sao chuyện của anh con đã không thể thay đổi được rồi, ta cũng hết cách. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự này của con, mẹ nhất định phải phòng ngừa nghiêm ngặt để mắt cẩn thận tới con. Bây giờ con có chút chóng mặt, con về phòng nằm một lúc đã nhé. Con đây là có ý gì chứ? Chúng mày từng đứa một làm ta tức như này. Tức chết được chúng mày, không có người mẹ này nữa à, thật là.